ở khu vực chợ Ngã Bảy thuộc huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Một cái khu chợ khá là sầm uất, và hàng ngày người ta vẫn bắt gặp hình ảnh một bà cụ đi sớm về trưa bán từng mớ rau với cái giá rẻ mạt. Người ta không biết bà tên gì, chỉ biết rằng người ta gọi bà một cái tên khá là thân thương gắn với cái nghề của bà, đó là bà Tư bán rau. Và năm nay thì bà Tư cũng đã ngoài 70 tuổi, cái tuổi mà những ngày cận Tết như thế này đáng lẽ ra thì bà phải được ở nhà, được con cháu chúc tụng vào những ngày Tết, thì bà lại bán từng mớ rau, chỉ đơn giản là để kiếm đủ tiền để mua một ít bánh mứt cúng cho ông bà, dâng lên ông bà những ngày Tết, hay là một nồi thịt kho tàu những ngày cận Tết như thế này. Hôm nay thì Bùi Hồ có mặt ngay tại chợ Ngã Bảy này để thay mặt mạnh thường quân gieo duyên cho bà nhân những ngày cuối năm như thế này. Và cũng nhân dịp năm mới này, xin chúc bà sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Xin chúc cô bác, quý anh chị, những người đã xem đoạn clip này vạn sự cát tường, thanh tâm an lạc. Và bây giờ mời cô bác, quý anh chị cùng gặp bà Tư vào những ngày cuối năm này nha. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác, quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại chợ Ngã Bảy thuộc huyện Phụng Hiệp của tỉnh Hậu Giang. Và ngày hôm nay là ngày 29 Tết rồi. Cô bác, quý anh chị có thể thấy là người ta bày bán những cái vật để mà chuẩn bị đón giao thừa. Thì trong cái khu chợ này rất là nhộn nhịp, người ta vẫn bắt gặp hình ảnh một bà cụ vẫn lầm lũi bán những cái mớ rau để mà kiếm tiền những ngày cận Tết như thế này. Và trước khi gặp bà cụ thì Bùi Hồ mời cô bác, quý anh chị cùng Bùi Hồ đi tham quan một cái khu chợ Ngã Bảy nhân những ngày cận Tết, ngày 29 Tết như thế nào nha. Và sau đó để mà hỗ trợ một ít hiện kim cho bà cụ, đó là từ chị Trâm và anh Dũng ở Canada, để cho bà cụ có thể đón một cái Tết sung túc hơn. Và bây giờ mời cô bác, quý chị cùng theo Bùi Hồ. Đây là một cô bán dưa hấu, cô bán rất là nhiều trái luôn. Và ở Việt Nam Tết như thế này việc chưng dưa hấu trong nhà là một điều gì đó không thể thiếu nè. Vì người ta tin rằng cái ruột của trái dưa hấu là một cái màu đỏ, thì màu đỏ nó sẽ giúp cho một cái gia đình gặp được nhiều may mắn hơn. Mình ở đâu bán hả chị? Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy. Dưa năm nay trái tròn quá ha, ngọt. Nó nói chuyện phải quay lên à. Đây cô ơi, cô bán dưa ơi, cô nói chuyện thì đã trả lời quay lên. Cô bán dưa đẹp quá mà. Chừng nào mới quay lên đấy. Dạ, dưa năm nay có giá không chị? Trả lời đi cho tôi chuyện tôi quay. Giá cũng trung bình. Trung bình ha. Nhưng mà năm nay là chắc là sai trái hơn so với năm trước đúng không? Sao quay mặt quay lên đài chị mà, quay lên đài mà mỏng vỏ đỏ ruột mà sao ngọt ngay luôn, ngọt ngay luôn, ngọt như người miền Tây luôn á. Giang thơm Châu Đốc một bó bao 5.000, 100.000 ba bó. Giang thơm Châu Đốc một bó bao 5.000, 100.000 ba bó. Giang thơm Châu Đốc một bó bao 5.000, 100.000 ba bó. Đây là bắn cao, trái cao. Dạ. Cái đó trái cao bà. Trái cao. Sung. Trái dư. Cái này là trái dư. Trái dư này thì ăn không có được. Để chân thôi. Vì người ta tin rằng cái chữ dư á sẽ năm mới sẽ dư giả đúng không bà? Nhưng mà trứng ngữ quả ở trong nhà là trứng gì? Cầu dừa mặn đủ xài. Bây giờ là cầu dừa mặn dư xài hả? Ủa, cầu dừa dư xài hả? Cầu dừa dư xài. Cầu dừa dư xài đúng không? Đúng rồi. Dạ. Bà bán không gài được mấy ngày rồi? 3 ngày. 3 ngày rồi hả? Tết năm nay thấy sung túc hơn năm rồi không bà? Cô? Hơn năm rồi, tại năm rồi mùa dịch đâu có sung. Bán gì mệt mà vui không? Vui. Bữa năm nay bao nhiêu rồi? 64. 64 rồi. Bạn đến bữa mấy mình mới nghỉ hay bán xuyên suốt luôn? 30. 30 là nghỉ. Chiều 30 nghỉ. Là ngày mai là nghỉ rồi. Ờ, mai nghỉ rồi. Ồ, vậy vui ha. Hết hôm nay hốt bạc không? Mà chưa biết. Chưa hết là chưa biết. Dạ, nhưng mà Tết mình thấy vui ha. Mình trên ngũ quả là cầu dừa. Cầu dừa. Là gì? Dư giả. Dư giả, giả đâu? Không có giả, không có trái giả, nhưng mà mình giả vậy đó. À, cầu dừa dư xài. Thôi không có dư xài, dư giả. À, dư giả thôi hả? Ừ. Cầu dừa sung dư xài. À, cầu dừa nửa xài sung. Nửa xài mà sung luôn. Sao? Dạ 40 hay vậy? Chị nói là sao? Cầu dừa nửa xài mà sung luôn. Trong số vô rồi về. Nó quay lên rồi chết luôn rồi. À, câu vừa đủ xài sung. Thôi. Không có rồi vậy. Năm nay là bán nhiều hơn năm rồi không chị, Tết mình á? Mình bán đất lắm. Dạ. Quen, bán đồ ngon bán đất lắm. Dạ hả? Bán đất từ bằng năm rồi tới lên. Vì năm rồi nó có dịch, năm nay hết dịch rồi. Đâu có ăn ngọt mà ha, cái này ngọt phải không? Không có chát gì rồi. Dạ. 70.000. Bà Giang không quên xe lem đâu, bà Giang. Anh em đây, đây, đây. Nước mát hả chú? Nước mát. Rồi, cảm ơn. Gồm có mía lau. Mía lau, ghẻ chanh. Ghẻ chanh. Thuốc dồi. Thuốc dồi mình sẽ nấu nước uống. Này bó còn này nhiêu chú? 5.000. À, 5.000 à. Mua 20.000 cho 5 bó. À, cho nó gọn. Dạ. Này là tự túc, tự ở nhà đem ra bán luôn. Chúc chú ăn Tết vui vẻ. Cái cô này là trái này để dưa hấu, cái này để dưa hấu. Dưa bưởi. Vui vẻ đi em ơi. Cái này là đồ dựng niêu. Cô này dòng xe đạp đi bán chuối nè, rồi rau. Ở chợ Ngã Bảy này cũng có cái hay á, là người dân họ trồng được gì họ sẽ đem ra chợ bán cái đó. Cô bán không chị? Cô này thì bán đồ đũa với lại rau muống. Bánh tét ngày Tết. Nhân gì á chị? Mỡ, nhân chuối, nhân trứng muối, lạc gì cũng có đầy đủ anh. Ba loại là để chị lấy ba loại. Mấy loại trứng muối này. Có nhân trứng muối nữa hả? Có nước cho không? Không, mấy ngày nãy có nước cho. Cũng không ăn đâu. Cái này đi này ngon này. Cái này là nhiêu con đòn ta? 60, 50 anh. Cái này là ít mỡ, ba gọi không, ít mỡ. Ba gọi. Ừ. 60 đòn hả? Có chứ. 60 hả? 60. Mấy đòn đó đi chị lấy cho. Lấy à đây. Đây đây chị lấy cái thằng cho. Ê chị còn bán này đấy. Hả? Nữa thôi. Rồi ba đòn đây, ba đòn đi. Quyết định gì? Đúng rồi. 180. Tại vì thấy cái đòn này nó méo quá nè. Trời ơi có sao đâu, không nó bị lép á. Bánh truyền thống nó gói lên có răng có lượng không sao. 100 đi 130. Cái này là cơm khô với hạt sữa nè, còn có muối, thịt cũng là loại. Trứng muối là mình mới chế sau này đúng không? Đây. Theo cơ chế thị trường. 100.000 trên 100.000. Tết này mình bán được nhiều không chị? Tết bắt được đòn vậy? 50, 60 tùy đòn chị. Bánh tét ngày Tết. Ở ngoài miền Bắc thì bánh chưng. Có chị, chả lụa nóng ngon lắm chị. Ủa, cái ngựa. Ở ngoài miền Bắc thì bánh chưng lên. Mắc quá vậy. Đấy. Đấy kìa kìa, quay hai mấy chục. 50. Hai mẹ con gặp nhau luôn hả? Mỡ, con ba gọi cho nó không biết ăn mỡ, mua ba gọi. Rồi cái nó chả lụa ngon hơn. Hai mẹ con. Mẹ mua rồi con mua nữa. Rồi bây giờ chửi cho là bà bạn mọi người đều thấy cho luôn kìa. Chị mua nhiêu đó đem lấy cho. Đòn gì là 75.000 ký 150. Bà quay tiệm cho đẹp thì không quay. Bây giờ vô tiệm kìa. Nó dọn hết vậy. Mua đây đem lấy cho. Chợ. Ôi em chúc chị Tết vui vẻ. Em ủng hộ đấy. Em còn đi việc. Cái đó là gì anh? Giấy dưa. Giấy dưa hả? Giấy dán dưa. À giấy dán lên trái dưa hả? Chú ở đâu không biết ạ? Đi ngoài ạ? Không không không. Con ở đâu mà ở Việt Nam nhưng mà không có biết cái giấy đó. Giấy dán trái dưa. À chó đẹp hả? Nhiêu cái đó nhiêu? 5.000 nè, dán 5 trái. Dạ, miếng ngàn. Cái này là bao lì xì. Còn này là giấy dán trái dưa hấu. Có 450. Cái này khoái rồi phải không? Sung túc quá anh. Hai miếng rồi. Anh bán này lâu chưa? Tại giờ hả? Ôi cái cô này chở xe xoay rồi sống hái ra chợ bán để mà cho mọi người trưng nè. Hôm nay là ngày 29 Tết, thành thử ra là mọi người cũng rất là nôn nao để mà mua những cái vật phẩm để mà về trưng Tết nè. Ô đang tham quan thì bà cụ hình như là bị đuổi á, cô bác anh chị. Để quan sát bà cụ một tí xíu. Ủa sao bà? Dạ? À. Chưa bán được hả? Nay đi về sớm đi. Nay đi về sớm. Hả? Mua đoạn này tiền vốn nóc trong này nhiêu tiền rồi? Nhiêu rồi? Nhiêu vốn rồi? Nó mua hồi sáng 70 mấy ngàn tiền vốn đó. 70 mấy ngàn tiền vốn hả? Rồi, vốn sáng nay nhiêu tiền, hết này nhiêu? Hết này mua có 70 mấy ngàn chưa được 80 ngàn. Có 70 mấy ngàn chưa được 80 ngàn. Ờ, trong gạo đâu có tiền vốn nhiều không? Hôm trước tiền gửi có mua đồ chưa bà? Có, bà mua đồ, cúng ông bà mua này kia đồ, rồi mua bông, mua đồ qua cúng ông bà rồi. Nhà con đó, ông mừng dữ lắm. Ông mừng hả? À, em ơi bà ăn lạc, rồi bữa nay bà ăn lạc. Ủa sao bà muốn khóc vậy? Dạ. Đi về đắng rồi. Ủa sao giờ đi nữa hả? Giờ đắng không có ai ra còn nữa. Ô một đống đồ luôn kìa, cô bác quý anh chị thấy không? Rồi bà gánh nổi không? Nổi, bà bây giờ nếu như mà 70 mấy ngàn này đi về nhà, con đưa bà về nhà được không? nghỉ sớm ăn Tết. Bùi Hồ nói bà cụ á là đi về sớm đi rồi sẽ gửi tiền cho bạn Tết, nhưng bà nói là hôm nay á, là vốn của bà là chỉ có được 70.000 đã mua rồi, muốn bán là thêm 20-30.000 nữa để mà ăn Tết. Tại vì bà nghĩ rằng là cái số rau này á, không bán thì sẽ bỏ rất là ổn luôn. Rau muống này bao nhiêu bà Tư? 10.000. 10.000 à. Bà lấy 8.000 hả? Người ta bó sẵn cho mình luôn hả bà Tư? Dạ. Nay bà bán rau gì vậy? À, rau cần. Rau cần xào thịt bò. Rau găm. Ngon. Rau nhút. Với lại lợn rồi còn lấy lợn đó. À. Rồi chuối nữa nè. Còn trái dừa đâu mà Tư? Trái dừa, 2 dừa bán quầy chứ. Bán nhiêu? Mua 15.000, bán 15.000. Bán quầy luôn. Bán mấy ngày rồi? Bán rồi bữa nay nó có 3 ngày. Rồi bữa con về 2 bữa sau. Rồi bữa nay có tính lấy dừa bán nữa không? Sao vậy? Ghi âm. Bà bán xuyên Tết luôn hay sao? Bà bán luôn cái Tết luôn, mùng 1 cũng bán nữa, năm nào cũng vậy chứ. Không bán là buồn hay sao bà Tư? Không bán không có tiền con ơi. Dạ. Không bán không có đồng bạc nào. Bây giờ người ta có cho tiền của bà nghĩ bán bà chịu không? Mình biết người ta có cho mình không? Dạ. Cho thì mình biết cho không? Bà cho nghỉ bán chịu không? Cho thì nghỉ bán, còn người ta không có cho rồi bà đi bán chứ biết sao rồi. Dạ. Nếu có cho hàng ngày là con nói hàng mình nếu có cho hả? Nhà bà ở đâu, gần đây không? Nhà bà ở xa lắm, ở trên dưới trên kia là xa lắm, chỗ mình đang lượn á. Dạ. Đường đi cực lắm. Đường đi cực lắm hả? Ừ, cực lắm. Lội rồi qua đi mà trong cỏ trong cát không à, không có xe chạy đi bộ không mà cực dữ lắm. Xe chạy được không? Không, không có xe đi bộ hả? Rồi muốn vô nhà bà Tư thì sao vô? Vô không được đâu, nhà bà không có vô lắm. Sao bà ở trong kia bị? Bà nghèo bà không có tiền, bà phải ở trong đó sao? Ở trên thủy lợi đó, đi đường sông không bà có chiếc xuồng bà bơi. Bà bơi xuồng đi hả? À, chứ đi đâu cũng được đâu. Không có đường đi luôn. Không, bà ở với ông Tư thôi. Ông Tư ông một mắt ông mù rồi, còn có con một là khi mình bảo mướn rồi dân đây mù. Con một. Bà Tư có nói với con mà. Bà nói dạ, đi đâu chứ không có bằng năm nay. Rồi sao muốn vô nhà bà chúc Tết thì sao vô? Muốn vô được đâu. Không vô được đâu hả? Không có điện thoại luôn. Không có xài điện thoại có đâu. Con có cho tiền bà được thì bà mừng vậy thôi, là cảm ơn nhiều vậy đó, giúp bà được rồi. Rồi hôm trước là bà mua gì chân Tết rồi? Bà mua này kia, mua đủ thứ đồ hết trơn. Còn lại 300.000 bà đóng hết rồi. 300.000 đóng hết Tết, hết là tiền luôn. Vậy đó con chịu đó, con người bà mừng đó. Dạ. Rồi bạn chịu bà mừng rồi còn 300.000 nữa bà đóng hết rồi. Bây giờ không còn tiền nữa. Còn tiền cũng không ra, mua dây dưa ra làm vốn đó. Trăm mấy ngàn. Bữa nay là vốn 70.000. Rồi con cháu lại nhà bà rồi tiền đâu bà lì xì con cháu? Không có tiền đâu. Hả? Tại sao lì xì con cháu? Bao lì xì mua tội lắm luôn á cô bán bên chị. Tương bờ á chỉ có 70.000 thôi, ra chợ bán chỉ mong là lời được 20.000 nữa là 90.000, nhưng mà bà không bán á, thì ngày đó sẽ không có thu nhập đâu. Cái Tết thì bà vẫn còn đang lo lắng. Ông Tư thì thay mặt cho một cái cô giấu tên ở Mỹ á, thì gửi cho bà 1 triệu, bà cũng đã sử dụng hết cái số tiền đó rồi. Những ngày sắp tới thì bà phải bắt buộc phải đi bán để mà kiếm tiền để mà xài Tết. Bùi Hồ kêu bà Tư lại đây nè. Bà Tư ơi, hết này nhiêu tiền nè? Bà Tư nó 70 mấy ngàn tiền vốn đúng không? Bán 100.000 bán không? Bán con 200 mình lắm. Hả? Đang cho bà về sớm. Được không? Rồi tính coi hết nhiêu tiền bà Tư, ngồi xuống đi. Có lá cách nữa nè. Bán hết rồi đi mua đồ nữa. Dạ thôi đi. Không bán hết mua đồ nữa, con không mua. À, mua bà đồ. Ngồi xuống đi, bà ngồi xuống đi. Bà đi mua đồ bán con ơi, Tết người ta mua dữ lắm. Thôi này nhưng mà con mua không có được. Dạ này đường bán không có được, khó bán lắm. Bà Tư cảm thấy là không đi chợ là buồn hay là bà Tư vì tiếc tiền? Không có, bà đi bán rồi mà có tiền mà xài, ở nhà không có tiền, có mặn nước mình thay gì được không? Nguyên cái Tết này bán nguyên cái Tết bà Tư bán được nhiều. Biết được nhiều, có biết đâu ít xịt tiền, biết nhiều mà nói. Tôi kiếm chừng 200-300 ngàn là giữ trời đó. Người ta cho bà 200-300 ngàn để bà nghỉ Tết, bà nghỉ ở nhà bà đón Tết với ông Tư, bà chịu không? Thôi bà nghỉ không được nè, bà đi bán là có tiền. Nói thiệt chứ con. Nhưng mà người ta cho tiền bà Tư là nghỉ ăn Tết vài ngày đi. Nghỉ ăn Tết thì buồn con ơi, không có tiền đâu, Tết ta mua. Có tiền luôn mà. Cái Tết. Đấy đi, giờ cho bà thì bà mừng, bà không cho thì bà đi bán tự bà làm ăn bà tốt hơn. Đó là cho bà mừng dưỡng trời, nó ngủ không được, nó có không cho anh chịu ngủ không được. Thức hoài mừng quá, thức hoài nói theo con, thật mẹ chứng đó. Nó cầm triệu bạc, vừa nói với ông, vừa nói thiệt, ông không tin, nói thiệt. Mừng quá trời, rồi bà đi sắm sữa mua cái này kia hết trơn còn 300 ngàn. Bà Tư sắm được cái gì rồi? Rồi Tư sắm 2 bình bông để cho giường thờ, với mua đồ hôm qua cúng đó. Rồi á, mình cũng mua lặt vặt, đường, bột ngọt, nước mắm, nước tương, rồi có gạo, đồ trong nhà vậy đó đầy đủ tới Tết. Có để bánh mứt rồi chưa? Bánh thì bà mua một hộp, bánh sữa hả? Cũng được rồi. Bọc nữa cái bánh sữa để cho ngày vô kia ít cái gì. Có mua đồ đón giao thừa cho bà Tư? Không, bà không có đón giao thừa gì chân á, bà mua cái bùa dựng niêu với 3 cái cầu, 3 cái cao khiến ông bà mình hồi xưa đó. Là một vào kia là đi nha. Là con cháu là biết cái lễ nghĩa là ông bà chính rồi bà rồi treo cửa vậy gọi đó, gọi của bà cái đó rồi đón cái gì cho. Thật ra thì con biết rằng á là bà Tư bán như thế này nè là để kiếm cái đồng lời. Không bán thì bà Tư không thể nào trang trải cái cuộc sống những ngày Tết được. Nhưng mà có một cái chị đó ở Canada, anh chị đó ở Canada muốn gửi cho bà Tư để cho bà Tư được nghỉ Tết sớm. Bà Tư không có buông bán giống như để bà Tư cùng đón giao thừa với ông Tư, để Tết năm nay nó khác hơn so với những năm trước. Bà Tư chịu không? Vậy là mừng nước trời lắm con, mô Phật rồi. Mừng lắm. Hả? Mô Phật. Bà ăn chay ăn lạc cái lắm, tối ngày bà đọc lên kính lễ Phật từ bi cứu thế, đem gạo lành khổ tới cứu sanh. Nguyên trần gian biết nẻo tu hành, ai chữ bà niệm Phật vậy thôi. Bán người ta dành không cho bà để mà cũng niệm Phật vậy à. Đó, nhớ nhờ cái đèn cái nhang rồi linh hồn bà đi thôi. Nếu bà không biết gì hết. Dạ. Con nha. Linh hồn bà nữa nhờ đèn nhang bà đi thôi. Chăm tuổi già ông với bà ít có đau mà, tại vì ông xui rủi cái năm đó ổng có lo cúng kiến cái xui của ổng. Rồi ổng đi bằng cỏ mướn cái dằn con mắt ổng mù. Mà nghe lời cái bà tiệm cái thuốc tây này uống gần cả tháng trời không hết. Nếu phải không đi trị bệnh liền thì hết con mắt rồi thấy rồi. Còn con kia bị thần kinh không hổ được nữa. Nhưng mà cái đó bà Tư nghĩ đó là do nghiệp hay là do xui? Cái đó là do cái nghiệp của ổng. Nghiệp gì bà Tư? Nghiệp gì bà đâu biết, nhưng mà bà định đó vậy đó thôi. Cái nghiệp của ổng thì thôi, giờ ổng trả vậy thôi, biết sao giờ ổng cũng khỏe mạnh không có gì, chỉ có nhiêu thôi à. Bà Tư nói thôi, bà độ mẹ Quan Âm cứu khổ nạn ở vai là sao con không hiểu á. Cũng như kinh nhà Phật đó, bà nói mẹ Quan Âm cứu nạn cứu khổ rồi, cũng như là bà vậy đó, là mẹ độ cho bà khỏe mạnh đi bán này kia đừng có gì hết trơn á, trời đó vậy thôi. Rồi trong nhà trong cửa rồi thì cũng vậy thôi chứ bà đâu biết gì đâu. Thì mẹ thì kinh thì để vậy thì người ta nói thì bà nói vậy được rồi. Dạ. Bà cũng không có gành nữa, mẹ cũng nặng. Nhưng mà bà Tư nghĩ hôm đó nhận được 1 triệu là bà Tư vui lắm hả? vô thì nó ngủ không được. Nó ngủ không được, nói có mẹ chứ. Tại vì mẹ ngoài trời nè, con đến mẹ Phật Thích Ca mà. Cha thì ở trong nhà mẹ cũng nặng cũng khổ cho con người của mình, đứng ngoài trời thôi mà. Cầm nhánh bồng viên cây nước, rồi chỗ nào cũng có mẹ đứng đó. Nó là bà nghĩ vậy đó. Dạ. Hôm nay mua hết rau này để bà Tư về sớm nha. Hứa con nha. Tư đi bán ủng năm. Mấy con mua hết rau rồi. Nhưng mà con muốn mua quà Tết để tặng cho bà Tư á, thì bà Tư đâu có sách về nổi đâu đúng không? Sách về nổi chứ. Bán hết rồi, sách về nổi, bán hết trơn rồi, sách cái vỏ không về. Thì bán cho người ta mua, mấy người ngoại mua. Rồi con thương bà, con giúp đỡ bà mừng vậy thôi. Còn mấy mà bà ăn tự tay rồi bà ăn à. Con biết mà, cái cuộc sống của bà Tư mà. Không có mà ấy ai hết trơn, ai làm gì làm, chữ như chữ, mắng như mắng. Bà không có nói gì ai trơn. Ở đây mấy bà này nói bán mấy năm rồi bà về hưu được rồi. Mấy bà về dài nè, nói bà hai ơi bà về hưu được rồi, bà bán gì chi, bà kia bà về hưu được rồi. Mấy ông quản lý vượt bắt bà biết bao nhiêu kỳ xin đồ đâu có cho, bà cũng mất bao nhiêu cái thao. Bà bao nhiêu năm rồi bà bán xuyên Tết như vậy? Hồi đó tới giờ tính ra mười mấy năm rồi đó. Thôi năm nay nè, con đến đây rồi may mắn được gặp bà Tư á, thì nghe bà Tư kể cái câu chuyện của mình thì mọi người rất là đồng cảm. Mong con hỏi dài mấy bà này thôi. Nhưng mà nghĩ đi rồi bà đâu có dám nghĩ đâu. Con mong bà Tư nghĩ sớm đi. Thôi bà Tư không có nghĩ đâu. Đây là cái phần quà này là của anh Dũng với chị Trâm ở Canada gửi tặng cho bà Tư 2 triệu. Vậy đó hả? Trời ơi mừng như vậy. Hồi nãy có cô nào trong hình đó. Dạ. Mừng quá à, cái này mừng thiệt đó, mừng thiệt đó. Cắt đi bà Tư. Vậy là mừng dữ lắm đó. Vậy là mấy người kia thấy mấy người kia nói hèn chi mấy người đó cho bà vậy bà nghĩ bà ăn Tết đi. Không nghĩ được con ơi, phải đi bán thấy vậy chứ đồng tiền xài. Bây giờ giữ con Tết đây. Giữ xài giữ nước con ơi. Vậy là có bệnh hoạn hoặc khi có gì thì cũng nhờ người cô chú đó, rất cảm ơn nha. Nói mà về đội cô với chú vậy đó, chứ còn ông đi mua thuốc ở ngoài với ông xin bảo hiểm ông uống không à. Đó. Hôm nay có tiền rồi bà Tư về sớm được không? Bán hết này về sớm đi ha. Bán hết về sớm mừng quá trời à. Không ấy con mua hết này cho bà về sớm luôn chịu không? Con mua nữa tốn tiền dữ lắm con. Hết này đâu có nhiều đâu. Tốn tiền dữ lắm, bà bán kệ đi được chứ được cho vậy là bà mừng rồi. Bà có cái bọc bà dồn hết vô cho con đi cho bà về sớm. Dồn hết vô con cho con. Là con về con mua hết này nữa là con tốn tiền nhiều đã cho cái này rồi. Con đem đi về Cà Mau. Con đem về Cà Mau. Dồn hết cho con này là, số tiền này là... Bà dồn hết rau này cho con đi. Cô hồi nãy chụp hình đó phải không? Dạ cái cô chị Trâm, chị Trâm với lại anh Dũng ở Canada. Bây giờ bà dồn hết rau này vô cho con vô cái bọc đi. Cái này nhiêu hết này nhiêu? 200.000 bán không? Gì dữ vậy? 150 bán không? Nhiều tiền để bà đi bán đi. Đưa bọc con đi. Bà đi bán đi. Không bà bán cho con rồi bà đi về mà đúng không? Thôi để bà đi bán. Không, bà lấy bọc cho con đi. Thôi để bà đi bán đi mà, con mua nó tốn tiền dữ lắm. Thiệt, bà nói thiệt. Bây giờ bà Tư bán hết này, bà Tư đi về đúng không? Bà Tư đi về rồi còn rau này rồi con đem về con đâu có ăn được. Con ăn được, con ăn được. Không, bà Tư đi về bán hết này, bà Tư đi về đúng không? Còn trong này nữa nè. Đâu nào đâu? Đây nè, rau này nè. Thì hết rau này luôn nè, hết rau này luôn nè. Rau này nè, còn mới dưa leo nữa nè. Là hết này luôn, dưa leo nữa là nhiêu? Không biết nhiêu nữa. Bán hết 200.000 bà Tư bán không? Không biết nhiêu thì bán đại từ từ ra mua, như 15.000 ký thì bán 20, có khi 18. Bây giờ bán hết này 300.000 bán không? Con không biết nhiều định. Con đấy bà. Bây giờ nè con muốn mua cho bà Tư đi về sớm. Mấy chú muốn mua chị đi về thôi. Ôi đi về rồi bà đi về sớm thì chi? Bà đi về sớm rồi bà đón Tết nghỉ cắt tiền này vô rồi sắm sửa đồ đúng không chú? Bán nữa, nếu con mua hết rồi con sách dẫu khác bà mua thêm nữa. Ôi mà. Thôi mua bán con à, Tết nữa thiệt con mừng lắm, năm 12 tháng có 3 bữa Tết bán được. Cắt tiền ra đi bà thôi, cắt tiền cho. Thì con nói có thật trời bán Tết được, ra đấy bà già người ta mua đồ dữ lắm. Bà bán hết cái bà đi mua, hết cái bà đi mua nữa. Chứ không có chỗ để. Đó. Thiệt. Bây giờ cắt tiền vô đây bà Tư cắt kỹ vô. Có túi trong không? Không, cắt vô cái túi trong. Bán hết đi, mua bán hết đi. Bỏ vô bọc, bỏ vô bọc. Đi lại mấy cô bạc hàng vừa mua vừa cho. chỗ vừa mưa vừa cho như bán 15 đồng, bán bạn 10 đồng à. Nó cho bà đi rồi bán có lời. Đi đâu à, bà nói thiệt cái đó, nói thiệt con thương vậy đó. Chứ không có phải cái gì rồi bán hết rồi bà đi về bà mua bà đồ bà bán nữa à. Có nhiều đồ đó, sáng giờ mua được có nhiều nè. Đi hồi một giờ nghe tới giờ đó. Thật ra thì Bùi Hồ á, chị muốn là ủng hộ hết cho bà Tư cái phần rau này nè, để cho bà Tư hôm nay về Tết sớm và không muốn bà Tư buôn bán như thế này nữa. Nhưng mà bà Tư nói á, là bán hết thì bà Tư sẽ mua nữa. Bà Tư giống như là cái việc đi chợ đối với bà Tư á, là gặp được bạn ở chợ là vui rồi. Thành nữ là con mong rằng á, bà Tư sẽ ngày mai, ngày mốt á, nghỉ 2 ngày, nghỉ mùng 1 để ở nhà cho nó khỏe hơn. Rồi vậy ra bà nghỉ mùng 1 nha, là con nghỉ mùng 1 ở nhà đọc kinh. Dạ. Cầu nguyện Phật trời. Dạ. Rồi ở nhà đọc kinh, nghỉ mùng 1, đó mùng 1 bà ăn chay. Rồi rước ông bà thì rước bữa nay nhưng mà 3 bữa bà phải nấu chén cơm vậy đó với gì xào mâm phải cúng ông bà. Đó là cúng 3 ngày thôi, sáng mà cúng vậy đó. Hôm nào thôi. Hôm nào hữu duyên á thì con đến đây con gặp bà Tư nữa nha. Năm mới Tết đến rồi thì con cũng mong chúc bà Tư luôn có một cái sức khỏe dồi dào và gặp được những gì may mắn. Mong ông Tư sớm vượt qua cái căn bệnh của mình. Mong bà Tư với ông Tư sẽ có một cái Tết đầm ấm hơn so với những năm trước. Và con mong bà Tư đi bán chợ vui chợ Tết ngày hôm nay thì ngày mai 30 với mùng 1 bà Tư ở nhà hữu hỷ với ông Tư. Vì đâu đó Tết ông Tư vẫn ở nhà để vẫn đang chờ bà Tư về. Trời về ông nấu cơm có bụi ngộ ngắt cái về mệt quá tới nhà các con biết rồi cái bắt đầu rồi dẹp rau ế này kia gần 4 giờ chiều vậy đó sửa soạn là lặng mơi bán nó bầm gặp hết trơn à nắng éo đó rồi tưới lại rồi lặng mơi bán cái gì đồ còn vốn đâu có bỏ được rồi lặt đồ này kia nọ còn cái cực lắm rau này bán hết thì hết không hết vậy nó ế cái nó hơi nắng nó bầm dập con. Cái việc mà bán lời những ngày này như bà Tư á, là một cái cuộc sống mưu sinh. Nhưng mà đối với bà Tư được đi chợ là một cái điều gì đó giúp cho bà Tư có một cái sức khỏe. Bùi Hồ thì dự định là muốn cho bà Tư đi về sớm nhưng mà bà Tư nói sẽ đi nữa nên là nữ là cũng thôi thì cũng Tết đến rồi. Xin chân thành cảm ơn anh Dũng với là chị Trâm ở Canada đã hỗ trợ cho bà Tư một cái phần quà rất là lớn đối với bà Tư như thế này. Cũng xin chúc tất cả các mạnh thường quân, cô bác, quý anh chị một cái Tết sum vầy và đầm ấm, gia đình an khang thịnh vượng, được nhiều sức khỏe may mắn trong cuộc sống. Và Bùi Hồ xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở lớp sau. Cảm ơn con.